Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em Toàn có một sản phẩm bình siêu VIP luôn các bác ạ. Đẹp chưa các bác? Một em bình này có xe phú quý này mọi người. Đặc biệt nó lại có xe phú quý nhá. Có một cỗ xe phú quý và vẽ hoa mẫu đơn này mọi người. Ở bên này là vẽ phong cảnh hữu tình này. Sông nước hữu tình, quá là đẹp luôn. Phong cảnh quá là chất luôn. Hàng vẽ full bình luôn. Và nó có điểm thêm hai cái quai vẽ vàng này mọi người. Hai cái quai này vẽ phủ vàng kín luôn nhé mọi người nhé. Rất là đẹp. Bình dáng hút lọc quá là chất luôn. Bình này rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, các bác thấy chưa? Hàng này là hàng của Cutani nhé mọi người nhé. Chuyện siêu VIP rồi. Đấy, em đo chiều cao. Đấy, em đo chiều cao lên cái chỗ miệng này thôi. Còn lên chỗ này em đo luôn cả lên trên chỗ này nữa. Đấy, các bác đợi em thì em lấy cái cây em đặt vào, em đo. Đấy nhá, em đặt vào đây nhá, em đo lên cái chiều miệng này cho các bác hình dung ra nó dễ hơn. Cái này cây này hơi ngắn thì các bác. Cái này hơi ngắn. Để em lấy cái cây nó dài hơn một chút. Để cho các bác tưởng tượng ra nó chuẩn xác hơn. Em lấy cái tờ giấy này. Đây mọi người, như này là đây như này, cao nó là 49 nhá mọi người nhá. 49 nếu mà lên cái miệng này nữa thì là nó vào khoảng tầm 55 này mọi người nhé. Lên cái này vào 55. Đấy, nếu mà lên cái mép này là 55 nhé mọi người nhé. Hàng quá là chất luôn, vẽ vàng quá là nhiều luôn các bạn. Đây đặc biệt hai cái quai này các bạn này. Hai cái quai này phủ kín vàng luôn nhé. Phủ kín vàng nhé. Thời gian nó có vết thời gian nó nứt vàng ra này mọi người. Đấy, vết dạn của vàng co ngót của gốm không thể tránh được. Đấy, quá là đẹp luôn. Em đo vòng bụng nó nhé các bác nhé. Vòng bụng của nó là 103 nhé mọi người nhé. Đấy, vòng bụng 103. Hàng quá là đẹp luôn. Đây, chuyện nó đây các bác. Đấy, đây là chuyện Cutani nhé. Đấy, chuyện Cutani. Đấy, các bác thấy nó mềm dạn chưa? Con này đã sâu tuổi chưa? Đủ độ già chưa các bác? Quá đủ độ già phải không các bác? Đây, tình trạng lành tít luôn các bác nhé. Đấy, quai này. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy, các bác nào mà ưng ý chiếc bình có cỗ xe phú quý vẽ full bình này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em xin phép em quay lại một lượt nữa cho các bác xem. Đấy, thôi em Toàn xin phép và kết thúc video đây mọi người. Rồi em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé.